mỗi cô gái thì luôn muốn biến mình trở thành một nàng công chúa, trở nên nữ tính và dịu dàng, đặc biệt là với những người thân hay là người bạn đời của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự nữ tính đó cùng với hai vị khách mời ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Trịnh Xuân Hà. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Let's Style nào cùng phong cách. Chào Mai Phương. Và vị khách mời thứ hai là một vị khách mời cực kỳ quen thuộc của chương trình, giám đốc sáng tạo Tôn Hiếu Anh. Xin chào mọi người, chào Mai Phương, chào Hà. Là một nhà thiết kế thời trang thì phong cách mà chị theo đuổi là gì hả chị Hà? Thực ra ngay từ đầu thì mình cũng đã xác định cái tiêu chí khách hàng của mình ý, là những các bạn mà độ tuổi tầm từ 25 đến 35 tuổi. Các thiết kế của mình thường mang phong cách là có thể mặc công sở và có thể dạo phố luôn. Mình sẽ kết hợp và nó mang sự nữ tính này, thanh lịch mà vẫn thời thượng. Theo như phong cách của chị Hà, nó có phải là xu hướng hiện nay hay là nó là một sự an toàn? Bao giờ khi mà tôi đi giảng dạy thì cái điều đầu tiên chúng tôi làm là khách hàng là đầu tiên. Khi mà bạn muốn kinh doanh thì bạn không phải là một nhà thiết kế mà bạn là một nhãn hiệu thời trang rồi, đúng không? Thì mình sẽ phải đi từ yếu tố khách hàng. Khách hàng của bạn chọn là ai? Nếu mà bạn chọn là một người khoảng từ 25 cho đến 35, đúng không? Thì chắc chắn là những người có gia đình rồi này, thể hình không còn hoàn hảo nữa, đúng không này? Và cái tư duy của họ lúc đấy là mặc nhiều khi còn là để che nữa, đúng không? Không những đẹp còn phải che được nhược điểm của cơ thể này. Những người quá bận rộn không thể nào update được xu hướng thường xuyên, không thể nào cập nhật được xu hướng thường xuyên. Mình phải còn làm trang phục làm sao để cho họ nhận được ra là đây là xu hướng của thời gian này. Một khách hàng cỡ lứa tuổi đấy thì còn là một người thu nhập tốt nữa. Một người thu nhập tốt thì chắc chắn là họ sẽ có những cái lựa chọn cho thời trang khắt khe hơn, đúng không? Họ sẽ khắt khe hơn từ chất liệu là gì, kiểu dáng như thế nào, màu đường sắc này, đường may ra sao, đúng. Đó là một đối tượng khách hàng không dễ. Và tiếp nữa là mình sẽ phải đặt ở cái thương hiệu của mình xem là thương hiệu của mình ở giá trị tầm nào trong thị trường thời trang. Bạn biết thị trường thời trang nó như một cái hình tam giác ấy. Ở trên là những thứ thời trang cao cấp, đúng không? Và ở càng phía dưới thì mình càng phục vụ nhiều đối tượng khách hàng hơn, thì mình phải xem cái ngưỡng của mình trong hình tam giác này ở đâu. Thì cái khái niệm đầu tiên khi mà bạn định làm một nhãn hiệu thời trang kinh doanh thì hãy hỏi khách hàng của mình là ai, và vẽ chân dung được họ càng vững càng tốt thì bạn mới có thể đi được lâu dài trong sự nghiệp thời trang của mình. Dạ vâng ạ. Như chia sẻ của chị Hà, chị nói là những bộ trang phục của chị thiết kế thì đa phần là đều mang sự nữ tính. Đúng rồi. Vậy thì em có thể hỏi ngược lại một chút là một bộ váy nữ tính là một bộ váy như thế nào không ạ? Một sự nữ tính thì nó phải có sự mềm mại, một chút quyến rũ. Quyến rũ ở đây không nhất thiết phải nghe. Đúng. Thực sự là như thế. Mà nó khoe được những cái điểm của cơ thể của mình ra thì nhiều khi đó là sự quyến rũ. Ví dụ như là Mai Phương đang diện trên người một bộ trang phục mà cũng của chị Hà thiết kế đây, thì em thấy là rõ ràng là nó rất là kín đáo nhưng mà vẫn rất là nữ tính, dịu dàng. Và ví dụ như bộ trang phục của em thấy là ứng dụng rất cao. Ví dụ như sáng mặc đi làm, xong chiều mặc đi cà phê, đi chơi, tối đi hẹn hò vẫn rất là ổn ạ. Đúng rồi, bây giờ có một cái xu hướng mặc của tôi hay nói đùa là day to night. Thực ra là cái xu hướng này thì em nghĩ là nó rất phù hợp với cả thời điểm bây giờ. Tại vì là thực ra bây giờ là mọi thứ, cuộc sống của chúng ta cũng đang gặp nhiều khó khăn khách quan. Đấy thì cái này hồi trước ấy, thì nhiều khi chị em đi làm ấy, thì chỉ nghĩ là chỉ cần mặc làm thế nào nó cũng có thể là cứng cứng hoặc là nó có thể là lịch sự thôi. Nhưng bây giờ mọi người đi làm là vẫn muốn mặc lịch sự, vẫn muốn mặc đẹp và nó vẫn thanh lịch, vẫn có cái sự thoải mái. Thế cho nên là những thiết kế của em ấy, em cũng hướng tới cái điều đấy, tức là làm sao các chị em thì có thể là ban ngày như Phương ấy mặc một bộ đi làm, đúng không? Em thấy chất liệu mặc có thích không? Dạ, rất là mát ạ. Rất là mát, đúng không? Không nhăn không nhàu. Em hoạt động, em làm việc rất là thoải mái. Em đi chơi với các bạn, ví dụ chiều tối về đi cà phê xong đi ăn với gia đình thì em vẫn có thể sử dụng cái trang phục ấy luôn. Mà như thế thì thực ra bây giờ chị em mình cũng phụ nữ ba đảm mà, vừa tiết kiệm được cũng tốt, đúng không anh? Vâng. Đúng không? Thì vừa mặc đẹp vừa tiết kiệm, như thế thì em nghĩ là nó rất là tốt. Cái trào lưu day to night thì nó xuất hiện ở thị trường thời trang khá lâu rồi, bởi vì nó có hai điều xảy ra. Ví dụ khi mà bạn xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế, đúng không, thì những người nào bị tổn hại? Nhà sản xuất, nhà thiết kế ra thời trang cũng tổn hại chứ. Bản thân người tiêu dùng cũng thắt chặt hầu bao lại, thì làm cách nào để dung hòa giữa đôi bên, vừa có quần áo đẹp thì giá lại phải vừa vặn, thay bằng ngày xưa bạn phải mua một bộ buổi sáng, bộ buổi trưa, bộ buổi tối, thì bây giờ các nhà thiết kế phải làm một bộ trang phục làm sao đó để người ta có thể mặc được cả một ngày trời từ sáng tới tối, chỉ cần thay đổi phụ kiện đi thôi mà.
đúng không? Ví dụ với bộ đầm này của Phương muốn tối đi nhảy hay nhá, chúng tôi dùng beo, dùng liner để thắt vào, đánh son đậm lên, đánh mắt các ai hoa tai loằng ngoằng. Có thể thấy rằng là tính ứng dụng của những bộ trang phục như thế này rất là cao. Và vì thế mà Mai Phương lại còn tò mò hơn nữa, bởi vì lúc nãy chị Hà có nhắc đến chất liệu. Mặc cả một ngày dài thì chất liệu vô cùng quan trọng. Vậy thì cái chất liệu mà chị lựa chọn cho những bộ trang phục của mình là gì? Mỗi mùa sẽ có một cái chất liệu để cho mình phù hợp để lựa chọn ấy. Nhưng mà bây giờ mình đang mùa hè thì mình nói về chủ đề mùa hè đi. Đấy thì mùa hè như là từ đầu hè giờ thì mình ra hai bộ sưu tập. Thì là một bộ sưu tập là sẽ chuyên về lụa, một bộ sưu tập sẽ về tơ. Đó thì mình thì thường là những vì sao, tại vì những chất liệu đấy nó khi mặc lên người phụ nữ nó có sự mềm mại với cả nó tôn được cái nét quyến rũ của người phụ nữ. Mà cái thứ hai nữa là những chất liệu mình sử dụng ấy, mình thường là chọn lựa khá kỹ ở cái điểm là có thể là để cho nó không bị nhăn nhầu này. Chất liệu còn chưa kể là về đường may. Đó thì những cái chất liệu đấy, cái thứ hai nữa là nó sẽ có cái độ là thoáng để cho chị em phụ nữ mình ấy mùa hè này sẽ cảm thấy dễ chịu. Mẫu váy này thì chất liệu của nó là tơ như chị đã chia sẻ, là rất là mát. Nhưng ngoài ra thì có thể thấy là họa tiết hoa. Đúng rồi. Mà nói về họa tiết hoa lá thì chắc là chị em luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Vậy thì theo chị là cái xu hướng họa tiết của năm nay là như thế nào? Thực ra là hoa lá thì các mùa hè đều quyến rũ chị em. Kiểu gì trong thủ đô cũng phải không có. Phải hoa là... Anh công nhận không ạ? Đấy. Thế nhưng mà năm nay thì hoa sẽ là họa tiết to hơn năm ngoài. Và các màu nó sẽ như kiểu là ví dụ vàng những vàng pastel này. Đấy, xanh như xanh min, tông pastel trung tính. Dưới góc độ của một người nghiên cứu về xu hướng thì tôi chỉ nhìn nhận là mọi người đang dùng rất là nhiều các cái hoa văn dạng vintage. Đúng là rồi, cái hoa vintage. Văn hoa hồng này cũng là hoa hồng dạng cổ. Đúng và rồi. Mọi người bắt đầu dùng những cái màu để tả về một mùa xuân, một sự hồi sinh. Bạn biết là mùa xuân thì nó sẽ có những màu gì? Có hồng, có xanh lá, có vàng, có xanh lơ, có xanh min ở trong đó. Thì tất cả những màu đấy khi mà trộn lại trên một hòa sắc màu thì chúng tôi hay gọi đấy là hòa sắc của sự hồi sinh của mùa xuân. Thì rất nhiều nhà thiết kế chọn tông màu này bởi vì chắc là tất cả đã đều trải qua một cái thời gian rất là buồn chán rồi đúng không? Và bây giờ muốn mọi người trông vui tươi hơn, đúng trông rồi. Êm dịu vào mắt hơn. Vâng ạ. Những chia sẻ vừa rồi thì có lẽ là chúng ta đã mường tượng được kỹ hơn về những bộ sưu tầm gần đây của chị Hà. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả cũng như là hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi một bộ sưu tập mang phong cách nữ tính sẽ như thế nào. Anh cảm nhận như thế nào về bộ sưu tập vừa rồi ạ? Nó là sự nữ tính mà trong mắt tôi vẫn hay suy nghĩ tới. Nó là một cái đặc quyền của phái đẹp với sự dịu dàng, với sự nhẹ nhàng, bay bay. Nó rất là văn minh. Ở điểm là các cô gái không bị rườm rà, lòe xòe, đi lại khó khăn nữa mà vẫn có sự năng động ở trong đó.
tôi thích cái sự phối hợp một cách nữ tính nhẹ nhàng và dịu dàng này. Và khiến giữa một mùa hè đổ lửa, kéo tôi nhìn các bạn, tôi cảm thấy tôi cần phải nở một nụ cười mất. À, tức là nó mang lại cảm giác tươi mới cho người đối diện đúng không ạ? À, nhưng mà như theo em thấy thì hai người có chia sẻ rất là nhiều về chất liệu và kiểu dáng. Vậy thì mối quan hệ mật thiết giữa chất liệu và kiểu dáng là gì? Sẽ có một cái ví dụ cho Phương mục sở thị ngay nhá. Giả sử đây là cái phong váy bạn muốn nó dựng được cái vai lên đúng không? Mà làm trên chất liệu này, bạn cứ tưởng là mọi chất liệu sẽ làm được ra kiểu dáng là không đúng. Và ai phải am hiểu về chất liệu thì mới có thể đưa vào đúng cái phong dáng mình mong muốn. Ví dụ cái áo này của tôi mà làm trên một cái vải cứng thì tôi mặc giờ này chắc là tôi mồ hôi một cây nhễ nhượng mất rồi đúng không? Chỉ cần đổi cái vải này sang cái áo này của tôi thì đã là một cái sự rất là khó chịu rồi. Và kiểu dáng và chất liệu luôn là sự liên kết mật thiết của nhau, và nó liên quan đến cả gọi là kinh nghiệm của nhà thiết kế nữa. Các bạn trẻ thì vừa ra trường xong thì bước đầu tiên các bạn sai phạm nhiều nhất chính là kiểu dáng và chất liệu. Cái thiết kế này mình đang nghĩ trong đầu mình nó rất đẹp, nhưng mà chỉ cần mình lỗi một cái là mình chọn sai chất liệu, tự nhiên nó phá hết cái thiết kế đi. Mặc dù là khi mình lên hình nhá, mình vẽ rồi mình các thứ, mình tưởng tượng nó rất là ok luôn anh ạ. Thế mà chỉ chọn sai chất liệu thôi là coi như là cái thiết kế đấy là không thành được. Giống nhiều người chúng tôi hay nói đùa là công nghệ copy của Việt Nam. Bạn biết là rất là giỏi rồi đúng không? Nhặt thẳng trên mạng mẫu quốc tế nhưng mà về không bao giờ làm tới. Không phải là họ không có kỹ thuật tốt đâu, họ đã chọn sai chất liệu và họ chưa bao giờ được cầm sờ vào cái chất liệu của cái dáng họ copy về như thế nào. Các sinh viên ở các trường đào tạo thời trang thì thường mọi người hay đi nhiều về các kỹ năng vẽ hoặc là thiết kế mà quên mất chưa đào tạo nhiều về chất liệu để không biết được là vải này thì form gì, kiểu dáng ra sao. Đúng rồi. Có thể thấy rằng là cái sự liên kết thì nó quá chặt chẽ rồi. Với một người mà không quá am hiểu về thời trang và chuyên môn giống như Mai Phương thì khi mà nghe chia sẻ thì mình mới vỡ rất là nhiều điều ở trong đầu. Vâng ạ, mình lại quay trở lại với chủ đề nữ tính trong những bộ sưu tập của chị Hà. Theo chị thì nữ tính có phải đặc quyền thời trang của người phụ nữ không? Bây giờ cũng có nhiều xu hướng lắm. Phụ nữ người ta cũng có thể là người thì thích cá tính này, người thích mạnh mẽ. Tính nhưng cái điểm nữ tính ấy, nó vẫn là một cái tồn tại gọi là rất thiêng liêng của người phụ nữ. Tôi rất có một kinh nghiệm rất là hay đùa với nhau là phụ nữ đến tuổi 25 đến 35 rất thích nữ tính, bên trong rồi có chồng có con rồi. Vâng đấy. Là thứ nhất nhá, ví dụ Phương có thể phá cách lúc đúng rồi. Này, xong rồi điên rồ quyến rũ này. Xong đến lúc bạn có gia đình như rằng là bạn lại sẽ chọn một cách an toàn và nữ tính, bởi vì lúc đấy bạn cần sự trung tính để bạn tập trung công việc cho nuôi con, cho gia đình, đúng cho rồi. Công việc nữa mà. Đúng không? Vì sự nữ tính luôn luôn quay trở lại với đời người phụ nữ ít nhất là 10 lần, tôi đoán vậy. Đúng rồi, cho dù có lúc nào đấy mình muốn phá cách đi, nhưng mà sự nữ tính nó vẫn là cái tồn tại, nó là kim chỉ nam luôn theo người phụ nữ. Sự nữ tính và sự rườm rà thì nó có cái ranh giới quá phải là mong manh quá không ạ? Cũng đúng, bởi vì sự nữ tính nó cần phải sự có cả chữ tinh tế, có cả chữ giản tiện ở trong đấy. Ví dụ bạn thử nghĩ mà xem, muốn tạo ra sự nữ tính là gì? Màu hồng, màu trắng, đúng không? Chỉ cần kết hợp hai cái màu đấy với nhau đã trông rất là phụ nữ rồi. Bạn có thêm bèo, có thêm rốm. Ví dụ bạn cho tất cả mọi thứ đứng với nhau như một cái bánh gato lên thì nó là sự rườm rà. Còn sự nữ tính ở đây nó nhiều khi nó đắt ở một vài chi tiết, mình cũng nhận ra sự nữ tính ở đó thôi, đúng không? Nó chỉ đơn giản là một cái tay phồng, một cái nơ xinh xinh. Và tùy vào cái mắt nhìn của nhà thiết kế, họ sẽ gia giảm cái gia vị của sự nữ tính đấy nó như thế nào. Mặc dù ranh giới nó mong manh thật, nhưng nhà thiết kế tài năng có kinh nghiệm thì họ sẽ tự gia giảm để chế biến cho cái sự nữ tính trong sản phẩm đấy một cách hợp lý nhất, tôi nghĩ vậy. Như một thiết kế nữ tính ấy, thì thực sự là vẫn cần những cái sự tỉ mỉ. Mình vẫn phải đặt tâm vào đấy rất nhiều. Quá đi nó lại sang rườm rà. Ví dụ bảo là đã có cái nơ cổ xong lại thêm một cái họa tiết gì 57 cái nơ đúng không anh? Chẳng qua là đấy. Mình cầu kỳ thôi. Đúng rồi. Do mình. Đấy, do mình nữa và còn do suy nghĩ của từng người phụ nữ nữa. Chỉ cần có khi một lỗi sai thôi là bị lỗi trang phục. Ở phần cuối của chương trình, hai anh chị có thể dành một lời khuyên đến cho những cô gái mà đang muốn theo đuổi phong cách nữ tính không ạ? Tôi chỉ có một lời khuyên là thử thật nhiều vào. Thử thật nhiều các dạng trang phục để bạn hiểu được về sự nữ tính và bạn mới hiểu được là sự nữ tính của chính bản thân tôi nằm ở đâu, đúng không ạ? Nó nằm ở kiểu dáng hay nằm ở chi tiết hay là đơn giản bạn đã đủ xinh đẹp để chỉ cần khoác lên một cái váy là trông bạn nữ tính rồi. Nhưng để làm được điều đấy thì hãy thử thật nhiều loại trang phục nữ tính khác nhau thì bạn sẽ nhận ra đâu là thứ dành cho mình. Sự nữ tính nó còn tùy thuộc vào từng người nữa. Có thể là mình mặc bộ trang phục này mình thấy nữ tính, hoặc là cũng có thể là khi em mặc bộ trang phục em thấy cũng bình thường, như anh nhìn em lại bảo ôm em nữ tính thế. Ví dụ như em mặc chiếc váy này hôm nay anh khen em. Đó thì đấy cũng là cái sự nữ tính của mình. Mà thực ra là mặc một trang phục nữ tính thì mình cũng thấy tự tin hơn. Làm nào mà mình càng ngày ấy, mình càng trau chuốt và sẽ cho
cho cái sự lựa chọn của mình nó tốt lên về trang phục. Cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay rất là nhiều vì đã chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin bổ ích đến cho quý vị khán giả cũng như là Mai Phương hiểu rõ hơn về sự nữ tính trong thời trang là như thế nào. Và có lẽ bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với những phút cuối của chương trình với Let's Go, nào cùng dịch chuyển.